Mấy bộ nào 8X, 9X chắc vẫn còn nhớ cái máy này. Đây là chiếc máy Brick Game, trò chơi xếp gạch. Đây là cái máy game gắn liền với tuổi thơ của thế hệ 8X, 9X người Việt. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ không giới thiệu về Brick Game, mà là cái máy X-Men. Đây là một cái chiếc máy game gắn liền với tuổi thơ thế hệ 8X, 9X người Mỹ. Mình thì cũng mới qua Mỹ thôi nên cũng không biết cái máy X-Men này đâu. Nhưng mà có một người bạn Mỹ gốc Việt đưa cho mình, kêu mình review nên mình tiếp thôi. Vậy thì còn chờ gì nữa, hãy cùng khám phá kỷ niệm một thời của 8X, 9X Mỹ, xem có gì hay ho nào. Mấy game X-Men mà mấy bộ đang thấy thì được sản xuất bởi Tiger. Đúng như là tên gọi handheld của nó thì máy cầm rất là vừa tay. Đây là phiên bản phục dựng năm 2020 của phiên bản máy ngày xưa. Mình thấy trên góc hộp có đề năm 1992 thì có lẽ đó là cái năm đầu tiên xuất xưởng của cái máy game gốc. Một đống logo các loại trên hộp máy. Cho mình thấy có là Hasbro Gaming, Marvel Comics, Tiger, X-Men. Một cái máy nhỏ xinh đơn giản, đồ họa nghèo nàn đúng kiểu truyền thống luôn. Giờ thì mình sẽ thử chơi vài game. Và trong lúc chơi thì mình sẽ chia sẻ với mấy bồ một số cái điều thú vị về chiếc máy này mà mình học hỏi được nha. Game thì rất là nghèo nàn với công nghệ thô sơ, nút bấm thì cứng, âm thanh thì cổ điển luôn. Màn hình thì được quảng cáo là LCD rất ngầu luôn á. Nhưng mà LCD này thật ra là monotone, kiểu như là màn hình máy tính Casio vậy đó. Máy tính phải máy vi tính nha mấy bồ. Thậm chí nó còn không có đèn nền nữa. Cái máy này mình không thể nào mình nằm trên giường mình chơi trước khi mình ngủ được. Phải có ánh sáng bên ngoài. Game cũng rất là khó chơi nếu chúng ta quen với những cái thiết bị hiện đại. Tức là ở đây nó hơi bị rối não. Những cái nút mà mình thấy bên trái nè, lên xuống trái phải nè, thì nó hoàn toàn không phải là nút mà mình di chuyển giống như những cái game tay cầm thông thường, mà nó chỉ là cái hướng mình bắn lên, bắn trái, bắn phải hoặc là quỳ xuống. Di chuyển là nhân vật nó sẽ tự di chuyển tới. Có một cái anh Mỹ, ảnh hoài cổ, ảnh cũng review cái máy này ở trên mạng. Thì chính ảnh là, mặc dù là ảnh trân quý cái máy này lắm, mà ảnh còn phải nói là game này rối não, confusing quá, và ảnh sẽ không giới thiệu nó cho ai hết. Nhưng mà ảnh cũng có một cái ý rất hay là tuổi giới hạn của game này theo như trên hộp ghi là 8+, tức là 8 tuổi trở lên. Nhưng mà theo ý ảnh là phải ghi 30+, tại vì cái máy game này sẽ dành cho những người muốn sống lại những ngày xưa. Chứ tụi nhỏ bây giờ thì chỉ có Xbox rồi PlayStation thôi, nó đâu thèm chơi mấy cái máy này. Cái game này thì nó có tổng cộng là 5 vòng, 5 levels. Mình tự đặt mục tiêu cho mình là phải chơi được tới vòng 3, nhưng mà cố gắng lắm thì mình cũng chỉ qua được có vòng 1 thôi. Cái game nhìn đơn giản vậy đó nhưng mà thật sự rất là khó chơi. Mình không biết mấy em nhỏ sẽ chinh phục cái game này như thế nào. Tóm lại là cái máy game này quá tệ, chán phèo. Nhưng mà nó quả là một cái món đồ chơi thú vị, vì nó chứa cả một trời tuổi thơ của thế hệ 8X, 9X trẻ em người Mỹ. Bài học rút ra là cái gì của ngày xưa thì cũng hay. Kiểu như là thời buổi khá giả rồi thì là mấy cái món mà nhà nghèo ngày xưa nó lại trở thành đặc sản vậy đó. Vậy thôi, gác lại một trời tuổi thơ nhé. Tuổi thơ của mấy bộ thì ngoài Brick Game chắc còn có nhiều món đồ chơi khác hay ho hơn nữa mà phải không? Cùng nhau chia sẻ dưới comment nhé. Cảm ơn mấy bộ đã ghé thăm Tom Toy và rất mong sớm gặp lại mấy bộ.